cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu lọc mới của Shop Cảnh Quân Hằng. Mẫu này là mẫu lọc chìm. Thì so với các mẫu cũ mình bán thì cái lưới lọc này có công suất mạnh hơn rất nhiều. Đó là công suất của nó là 18W. Và lọc được đến 1.500 lít trên 1 giờ. 1.500 lít nước trên 1 giờ nhá. Thì bây giờ là mình chỉ cho các bạn cách để lọc như thế nào cho hợp lý. Thứ nhất là các bạn có thể để ngang như thế này cũng được. Hoặc là nếu mà các bạn nào có bể sâu là muốn để lọc dựng đứng lên thế này cũng được, nhưng mà nước phải ngập qua cái chỗ này thì mới là mới chuẩn. Nhưng mà lúc để dọc thì là để cái phần xanh xanh này, phần mút này xuống dưới, đúng hay rồi. Là để xuống dưới đúng không? Để hết, vì chỗ này là chỗ phun không, nước. Không, nhưng ra. Mà ý em là cái chỗ phần xanh là mình quay xuống dưới hay là quay lên trên? Quay xuống dưới hay trên đều được hết, thế nào cũng được hết. Nhưng mà xuống dưới thì nhìn nó tiện mắt hơn. Tất cả cái lọc này nó gồm cả ba cái mút ở đằng sau để các bạn có thể gắn chặt vào trong thành bể được. Rất là tiện lợi. Mình sẽ cắm thử cho các bạn xem nhé. Cắm điện, đây là ổ điện cắm bây giờ đơn giản. Đây, các bạn có thể thấy là lọc nước. Phần lọc này, phần này ra. Có sợ là bị rúa hút vào lỗ này không? Đây, mình xem. Phần này là nước nó bắn ra. À. Nó hút, nó hút thức ăn vào trong và phân trong ở bộ trong lọc bộ này và trong mút lọc này. Đây là phần ra nước. Thế nên cái phần này sẽ là không nguy hiểm mọi không người nguy hiểm, nhá, vì nó chỉ bắn nước ra thôi chứ nó phần không, này không hút rùa vào hay gì cả. Nước ra ngoài. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách vệ sinh cái lọc này như thế nào. Đầu tiên là các bạn sẽ tất cả là 3 phần đúng không? Cái lọc này trước, cái lọc này chỉ có một cái công cụ ấy thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ tháo cái phần ở trên này ra. Xoáy ra thôi. Phần đây mình tháo cái phần này, phần trên này ra này. Đây là phần để mình phải vệ sinh. Sau đấy là mình sẽ tháo phần nắp ở trên này ra. Đấy, đây các bạn có thể thấy đây là cái mút lọc của cái lọc này. Thì bây giờ mình sẽ tháo cả cái phần này ra. Trong này có cái lõi là để cố định cái miếng lọc này không bị bay linh tinh. Mình dùng cái vòi hoa sen mình xịt thẳng vào cái này. Mình xịt thẳng cái vòi hoa sen vào cái này để cho bay hết cả các cái bẩn linh tinh đi. Sau đó mình có cho em vào. Có thể đặt cùng em ngày hay giấm muối để cho ra hết bẩn sát khuẩn. Với cả đó. Cái này là tức là các bạn nên vệ sinh một tuần một lần. Mình không nên để lại quá lâu. Vì mình nuôi rùa, mình khác nuôi cá, nuôi rùa là nó thải phần rất nhiều. Nó ăn rất nhiều và nó thải rất nhiều phân. Không nuôi cá thì một tháng một lần cũng được, nuôi rùa phải một tuần một lần. Sau đấy mình gắn vào như bình thường. Sau đấy bây giờ mình giới thiệu thêm các bạn một bản khác nữa là RS703. Vừa nãy là RS702, còn đây là RS703. RS703 to hơn 702. To hơn rất nhiều. Cái này là dùng cho bể to hơn và rùa to hơn. Các bạn thể dùng cái này, nó có hai ngăn lọc như này nó sẽ tháo hẳn ra đi. Nó có tận hai ngăn lọc cơ, chứ cái kia vừa nãy chỉ có một ngăn lọc thôi. Hai ngăn lọc cho nên nó sẽ cho các khả năng lọc hiệu quả hơn so với cái lọc đơn này. Cách lắp vẫn tương tự, lắp cách dùng tương tự cũng chập vào nhau. Sau đó bạn chập vào cái này. Đấy, thế là xong. Cũng lắp cũng để xuống giống như thế này. Rồi okay. Rồi và giá của cái 702 là 130.000 và dạ. Còn giá của 703 là 150.000 mọi người nhá. Và ship toàn quốc sẽ là từ 26 đến 30.000 ạ. 20, 26 và 30. 20 dành cho Hà Nội, 26 là một số tỉnh gần và 30 là một số tỉnh huyện xa. Và mọi người đặt hàng có thể lên Shop Cửa Cảnh Quân Hằng đặt giúp mình ạ. Mình cảm ơn mọi người.